Xin chào các bạn nhé, mình đang có mặt ở suối Cờ Tử đây. Đây là khu vực này là rất chi là đẹp, suối rất chi là trong, nước vừa mới lũ xong, nước rất sạch và mát. Đây có hoa giấy này, rất chi là đẹp. Các bạn nắng nóng này đến đây tắm này, có lán ngồi mà nhâm nhi ly bia đồ ăn xong rồi lại xuống suối tắm này, có đủng tắm rất là mát nhé. Đây, có hoa giấy này, các bạn có thể quay phim chụp hình rất là đẹp. Rất là đẹp luôn. Phía đằng xa xa kia là có một đùng sâu, đùng này nhảy. Nhảy từ trên cao kia xuống rất là mát, rất là phê luôn. Nhảy từ trên kia xuống rất là mát. Đây là nước vừa mới lũ xong nha, nên là nó vẫn chưa được trong lắm. Chỗ này là gọi là đập tràn của suối Cờ Tử. Buổi trưa các bạn ngồi đây, ngồi nghỉ ở đây và tắm ở đây rất chỉ là sảng khoái luôn, phê luôn. Và bên dưới kia thì cũng có đủng của cái đập tràn này tắm, dành cho các em nhỏ tuổi. Nước rất chỉ là vừa vặn. Hôm nay mình quay ở suối này nhá, ngày mai mình sẽ đi vào trong phía xa trong suối, trong cửa 1 cửa tử kia mình sẽ quay và đến cửa 2, cửa 3. Và mình sẽ quay đến cửa 6, cửa 7 luôn. Nếu mà bạn nào muốn đi check-in cửa 6, cửa 7 thì liên hệ mình nha. Hoa giấy bao đẹp, bao phê luôn. Chỗ này mà các bạn vào đây nướng vịt, nướng gà thì bao phê luôn. Các bạn thấy hoa giấy đẹp không?
Tuyệt vời. Xin chào các bạn nha. Các bạn muốn đi cửa 6, cửa 7 thì liên hệ mình nha. Chuyến đi như nào thì cứ liên hệ mình. Số điện thoại thì mình sẽ để dưới phần mô tả nha. Mình sẽ có cụ thể cho các bạn về lịch trình của chuyến đi. Xin chào các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn nhé ở video tiếp theo nhé. Mình sẽ quay cho review cho các bạn về suối Cự Tử, tất cả từng cửa 1 đến cửa 7 và những hành trình đi một ngày một đêm và 2 ngày 2 đêm, 3 ngày 3 đêm tùy theo lịch trình của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào.